Các bạn đã bao giờ thử tưởng tượng nếu như có một con thuyền vĩnh viễn nằm trên mặt nước không di chuyển thì nó sẽ ra sao chưa? Anh chàng này đang cố gắng xếp những thanh tre lên nhau. Để thực hiện ý tưởng táo bạo kia, anh ta đang miệt mài uốn ghép các thanh tre lại sao cho hình thành một cái vòng có thể ở được. Làm cho nó như một ngôi nhà nhưng lại ở trên nước với sức của một người, thì anh ta có làm được điều không tưởng kia không? Cùng bắt đầu tìm hiểu nhé! Hesse Lo xin chào tất cả 500 anh em đang ngồi xem video này. Như đã nói ở phần trên thì hôm nay đồng hành với chúng ta sẽ là một anh chàng cao to đen hôi này đây. Nhân ngày trời trong xanh nhưng thấy anh vẫn cau mày này, anh ta quyết định đi vào rừng xanh thực hiện thử thách của anh em viewer. Đó là thực hiện xây dựng một ngôi nhà nằm trên mặt nước bằng tre và trúc. Làm ngay và luôn cho nóng, anh ta đã đi theo Google Map đến một khu rừng hoang vắng. Ở đó có một cái hồ giúp anh thực hiện được điều đó. Đi mãi cuối cùng mệt bở hơi tai mới đến được địa điểm chỉ dẫn. Ngay lập tức khi vào kiếm ngay được vài thanh trúc, nghe chừng là khá dẻo để uốn rồi đấy. U là trời, dần dần từng khóm được mang về. Mà lạ nhỉ, thử thách khó khăn như vậy mà không cần một người bạn đồng hành nào hết. Cũng ghê đấy. Sau đó cần phải đi kiếm dây để buộc, mà trong rừng thì đào đâu ra dây nhỉ? Chỉ có dây nhà trồng được làm từ thiên nhiên mà thôi. Với kinh nghiệm 4 năm mài đũng quần trong ngôi trường xây dựng, không cần một bản vẽ nào anh đã có ngay ý tưởng trong đầu. Bắt đầu thực hiện với việc làm cái móng chống đỡ cho ngôi nhà trước. Đây là phần rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến độ bền chắc chắn của con thuyền. Nhà nào mà chả có móng. Kết hợp chúng lại với nhau, cắm thật chặt xuống nước, cùng với đó là ra sức buộc lại cho chặt. Nếu các bạn là một người tinh tế giống như mình sẽ nhận ra là anh ta đã khôn khéo lợi dụng cái cây nằm ngang mặt nước như một cái chân chống đỡ thứ 5 tăng thêm phần chắc chắn cho ngôi nhà. Không hổ danh tốt nghiệp bằng giỏi kỹ sư xây dựng. Amazing, good job anh. Sau khi đã định hình xương xương xong phần khung là phải lựa ra những cây to nhất, chắc khỏe và có độ đồng đều với nhau, mục đích làm sàn cho thuyền. Để làm được thì bạn cũng cần sở hữu một con mắt có tính thẩm mỹ cao đấy nhé. Còn chưa tính đến chuyện sao cho chúng nó màu giống nhau nhất đâu. Để đỡ phải bê vác thì anh ta vận dụng lực đẩy của dòng nước vận chuyển. 10 điểm luôn. Ngày xưa toàn đứng đầu lớp từ cuối lên môn vật lý đó. Gia đình anh chắc tự hào về anh lắm. Chỉ với một thời gian rất ngắn đã thành công trong việc liên kết các thanh với nhau thành một khối thống nhất. Không biết đây là loại dây leo gì mà lại chắc như thế, có thể thay thế tác dụng của dây kim loại. Mà tài thật, rừng này cái gì cũng có, cần gì có đấy, như túi thần kỳ của Doraemon vậy. Để buộc được cái bè lại đòi hỏi sự khéo léo đang xen sức mạnh để sao cho dây không đứt mà các thanh vẫn chắc chắn. Hình như thiếu gì thì phải. À đó là các thanh ở giữa đóng vai trò cầu nối, nếu không bước lên cái ván sẽ tách rời ra ngay. Là một người không biết gì về kiến trúc nhà cửa, mình cũng biết điều này. Sau đó chỉ cần cầm cưa cắt đi phần thừa là đẹp. Nhìn các mối nối vừa chắc lại còn vừa đạt tính thẩm mỹ cao là đủ để thấy trình độ của anh rồi. Đoạn này vẫn phải sử dụng dây đem theo chuyên dụng hơn mới buộc được. Các thanh đều tăm tắp. Trông có vẻ ẻo lả như người đồng bóng thế thôi, chứ thực ra cái sàn chắc lắm đó. Chắc là phải chứa được tầm 4 người. Coi vậy mà đã hoàn thành được một nửa con thuyền nổi cố định trên mặt nước này rồi đấy nhé. Năng suất phết ấy chứ nhỉ. Cứ xà lơ từ nãy đến giờ mà không để ý, hình như trời cũng dần dần nhập nhòe rồi đó, và thậm chí còn có dấu hiệu của một cơn mưa thì phải. Phải tăng tốc độ lên 200% công lực không thì tối mất. Nói là làm, anh ta nhanh chóng bắt tay vào việc. Nửa còn lại để hoàn thiện con thuyền cũng chính là phần khó nhất của thuyền, đó chính là phần mái vòm che mưa che nắng. Do đây là trúc rừng xịn nên là uốn cong rất dễ dàng mà không gãy. Công việc này cần sự tập trung cao độ, những người không khéo tay không được đào tạo qua trường lớp sẽ không thể làm được. Nhìn cách mà anh ta làm là sẽ thấy. Từng cây được bố trí một cách hợp lý với kích thước vừa phải mới giúp cho cái khung đứng vững. Cái khung thực sự rất quan trọng, nó đóng vai trò như xương sống của con người, nâng đỡ toàn bộ bộ phận trên cơ thể. Khá là đen đủi khi thời tiết hôm nay lại không ủng hộ lắm. Chưa đâu vào đâu thì trời đổ cơn mưa rào mùa hạ to dã man, tuy nhiên cũng khá sáng sủa và mát mẻ, cộng thêm tiếng ếch ộc thiên nhiên núi rừng nghe cũng chill phết. Thỉnh thoảng rời xa thành phố, những chiếc điện thoại TV ra cũng bổ ích đấy chứ. Thiên nhiên núi rừng ở đây thật đã con mắt ngắm hoài không biết chán. Ước gì ngắm vợ mãi không chán thì có phải vợ nó không đuổi đi cơ chứ. Làm mái vòm khá lâu, từ lúc trời mưa đến bây giờ tạnh luôn, anh chàng vẫn hì hục lắp ghép các mảnh vào với nhau không ngừng nghỉ. Nhà mà lại nổi trên hồ gần bên là hoa súng thì ở thích phải biết. Anh em có thấy thế thì comment để admin góp ý với anh chàng này nhé. Xem ra mình hơi xem thường phần này thì phải, đúng là không phải dân chuyên. Thì ra ngoài cái thanh dọc còn vô số các thanh ngang làm cầu nối cho chắc, xong rồi còn phải đóng đinh để cố định. Nhiều công đoạn phức tạp quá. Phần tiếp theo của ngôi nhà là lợp mái. Và đương nhiên không phải là túp lều tranh hai trái tim vàng, thế thì có mà mưa rột ngủ ướt hết người. Đó là một tấm gì đó với chất liệu đặc biệt được anh bỏ số tiền lớn ra đầu tư. Không chỉ có tác dụng trên, nó còn giúp cản bớt ánh nắng khiến nhiệt độ bên trong mát mẻ hơn. Phần lợp các tấm này thì khá là đơn giản, nói lại bảo ra rẻ chứ mình còn làm được. Tuy nhiên để làm trông nó nghệ nghệ và đẹp nhất thì là chuyện khó à nha. Chỉ việc cố định đóng đinh vào các tấm gỗ là nó chắc như đổ bê tông luôn. Không khuyến nghị cho anh em cầm búa chưa chắc nhé. Chưa thấy ai cẩn thận như anh luôn, sau khi đóng xong còn cẩn thận cầm kéo cắt đi một số phần thừa nữa chứ. Trông ra dáng một con thuyền phết rồi ấy chứ, giống như trong phim cổ trang Trung Quốc hay xem ấy.
và nhân vật chính là anh trong vai người lái đò. Ông trời thật biết trêu đùa lòng người, vừa nãy mưa rào bất chợt mà giờ đã nắng chang chang rồi. Trong khi người đang làm việc, ta đánh sang một chút chủ đề thiên nhiên cây cối. Chưa biết là đây ở đâu mà lại có view đẹp thế này, các loài chim hót líu la líu lo nghe khá vui tai. Khu rừng này cảm giác như được mẹ thiên nhiên bao bọc, ý cô lập hoàn toàn với thế giới, cảm giác yên bình như kiểu ở đây không có loài thú dữ nào cả. Không gian yên tĩnh, không khí trong lành kết hợp với cảnh người lao động, đúng thật là một bức tranh đầy màu sắc. Thôi, quay lại với chủ đề chính là cái thuyền đã gần hoàn thiện xong rồi nè. Hình hài của nó đã được hiện lên một cách rõ nét. Giờ chỉ có cẩn thận đắp thêm các mối nối vào cho chắc hơn nếu thích thôi. Và đương nhiên là một người cẩn thận, anh bó từng cây vào trông vô cùng chuyên sở nghiệp và kỹ lưỡng. Cảm giác giống như trò đan rổ giá ngày xưa á, các mối nối xếp một cách xen kẽ lên nhau sẽ tạo thành thể thống nhất. À, mấy anh em Gen Z bây giờ chắc không biết trò đấy đâu. Nhìn ngôi nhà thuyền của anh trai này còn có cả con mắt luôn. Các cụ đã có câu, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, vì thế nên không thể nào mà thiếu được. Sời, có cả lan can bốn phía phòng trường hợp sáng ngủ dậy quen bước ra ngoài luôn nhé. Tránh một buổi sáng ướt át đó. Thế này giống một ngôi nhà hơn là con thuyền thì phải. Anh nổ cái địa chỉ bao giờ em đến tham quan tác phẩm nghệ thuật này đi. Vừa an toàn lại vừa đẹp nữa chứ, chị em chắc hẳn đang ước có một tấm chồng cẩn thận tỉ mỉ chỉn chu trong mọi việc. Email bằng 04S dấu lớn, ai thích thì để lại một comment cho admin biết nhé. Anh chàng loay hoay đi đâu một lúc lâu mà mình chưa hiểu là đang làm gì luôn. À thì ra là đang kiếm gỗ để làm gì đó. Cố gắng xếp thật chắc đẹp một ô nhỏ trước nhà, xong lại lội nước kiếm mấy hòn đá cuội to to xếp lên. Kiến trúc kiểu mới do nhà phát minh mang tên mình tự sáng chế ra ư, chắc phải một lát nữa mới biết được công dụng của nó. Cùng chờ xem, đấy trời lại mưa rồi, thật là tính khí thất thường. May mà giờ có nhà cửa đàng hoàng nên không sợ bị ướt nữa. Đang ngồi chú mưa chán không có việc gì làm thì nghĩ ra tận dụng mấy cành thừa và dây để câu cá. Thông minh quá đi, à thế còn mồi kiếm đâu nhỉ, đi loanh quanh một lúc xem có con giun con dế nào không nhỉ. Để vào trong căn nhà cũng không dễ dàng đâu nhé. Một là lội nước ướt hết quần áo, hai là đi qua cái cây tượng trưng cho cái cầu khỉ trơn trượt này và có khả năng ngã ủng xuống nước và vẫn ướt. Đấy, các bạn thử chọn xem cách nào tối ưu hơn. Vậy mà anh này lướt đi nhanh gọn. À đây rồi, lấy mấy em ốc này đập vỏ ra thay thế làm mồi câu cá cũng được. Ốc cũng là món khoái khẩu của bọn cá đấy nhé. Ngày xưa admin cũng cầm đầu bọn trẻ trâu trong xóm đi đào giun và ốc làm mồi câu cá đấy nhé. Lần nào về cũng được một bữa no nê, bố mẹ cưng quá chừng. Để thu được nhiều cá, anh ta làm tận vài cái cần cắm ra đấy, có con nào đớp thì giật lên. Mấy cái cần câu nhỏ nhỏ xinh xinh kêu dữ dằn, vừa mới thả xuống mà hai em cá chê dâu dài đã dính trưởng. Có lẽ do bị đói lâu không có gì ăn trong hồ nên thấy đồ ăn mắt sáng như đèn pha ô tô. Không làm mà đòi có ăn và cái kết mà, được hẳn hai chú luôn. Quẫy cái gì mà quẫy, hai em này chắc phải hơn một ký. Vậy là có cái chống đói qua đêm nay rồi. À đây rồi, công dụng của bãi đá đã được làm sáng tỏ, thì ra chính là cái bếp để nấu nướng. Hôm nay anh sẽ chiêu đãi chúng ta món cá nướng giấy bạc, hái thêm ít lá mắc mật cho thơm tẩm, ướp gia vị vào nữa là 10 điểm. Cá nướng lên ăn sẽ ngon và thơm hơn so với chiên rán dầu mỡ rất nhiều. Nổi lửa lên đi em, chờ đợi cá chín là hạnh phúc. Phụt cái, đã tối từ bao giờ mà mãi chả thấy cá chín. Không có đèn điện mà chỉ có mỗi đống lửa làm ánh sáng, thật là bất tiện. Nhưng đã quyết tâm một ngày rời xa smartphone rồi nên phải thực hiện. Muốn ăn ngon thì phải kiên nhẫn hơn nữa. Phải ăn thì mới bớt cảm giác sợ hãi được. E bằng 04S dấu lớn, cá chê nướng nóng hổi mới ra lò đây, nhìn anh ta đánh chén mà mình ứa cả nước bọt. Đúng lúc nữa đêm mà đang xem video này thì các bạn nên tắt video đi, mùi thơm cứ phải gọi là bốc qua màn hình luôn. Vậy là anh ta sẽ có một đêm ngủ tại con thuyền mới xây dựng này giữa đêm khuya tĩnh mịch. Thật là gan dạ phải không nào? Còn mang cả chăn ấm đệm êm ra từ bao giờ rồi? Tiện quá, bao giờ bật vợ thì ra đây, vừa có đồ ăn lại chả ai làm phiền. Vừa mơ giấc mơ đẹp một tí thì trời đã sáng, phải thu xếp đồ đạc rồi ra về thôi. Video một ngày sinh tồn và thử thách làm nhà bằng trúc nổi trên mặt nước đến đây là hết rồi. Vậy là đã giải đáp được hết thắc mắc của mọi người cách để xây dựng nó rồi nhé. Sau khi xem xong, có anh em nào định thực hành ngay không? Còn chần chờ gì mà không like và đăng ký kênh cho mình, lưu video này về lần sau mà còn học theo đi chứ gì nữa. Còn bây giờ thì xin chào anh em nhé.